Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn đi. Xin chào các bạn, tôi là Cảm ơn đi. Agora sabe falar bem. Fácil, né? Hola. Xin chào các bạn. Okay. Hola, xin chào các bạn, tại là bạn sẽ. Mấy ngày hôm nay thì mình cũng khá bận bịu công việc các mọi người. Hiện tại thì xe của mình đang chạy công ty nhựa dưới xã ấy, chở cát rồi chở đất đô các kiểu ấy, nói chung là vật liệu xây dựng ấy xuống dưới xã ấy, nên là mình cũng phải đi theo xuống đấy để mà sắp xếp cái công việc ấy. Cho nên là mấy ngày vừa qua thì mình không có ghi hình được cho mọi người xem, thì mong mọi người thông cảm cho Tuấn Hiệp TV nhé. Hiện tại thì mình thấy các bạn ấy tập trung ra ngoài này làm cỏ làm đồ ở ngoài này rồi, thì có lẽ là cái phần nhà đã hoàn thiện xong rồi, với cả là cái phần bờ ở phía sau kia chắc là cũng xong rồi, nên là Carica đang cho tập trung cho các bạn ấy đã đây làm. Ở chỗ này thì hiện tại là mình thấy là cái cây bắp cải bây giờ cũng khá là lớn lắm mọi người. Đây này, ở phía hướng bên này là cái lưới mà trồng trước ấy, thì bây giờ nó cũng to rồi này và rất là đẹp luôn. Bữa nay là nó được như thế này rồi này. Đấy. Esse lado bonito, né? Sim, esse lado é bonito. Vou passar para aquele lado também. Ter a capinha ali e ficar tudo bonito. Đấy là những cây mà mình dằm ấy, cây nhỏ dằm này, nhưng mà cây nhỏ kiểu như nó bị ạt hay sao nó không lên được không mọi người. Đấy. Bữa trước là nó bị chết xong rồi mình dằm vào ấy. Cả vào lên bài suối, lên bài suối tira cổ rồi. Tiro bago dele, já? Sim, você tira só isso, ele não ainda tá bago ali lá embaixo, tá bom? Ah, tá bom, tira assim, bago dele, é. Chỗ này hôm trước là mình có dặn các bạn ấy là bừng cả cái củ nó lên để mà cho nó khỏi mọc lại ấy. Mà các bạn ấy chưa bừng kỳ nên là bây giờ nó lại lên lại này. Cái chỗ này là bữa trước là mình có làm rồi đấy. Đợt này là bắt đầu là làm phía khu vực bên này luôn. Ở bên này là mình muốn làm là tại vì là kiểu như là cây hành bây giờ nó cũng nhận dạng được cây hành rồi mọi người. Đây này, đấy, nó lên được như thế này rồi nhận dạng. Với cả thứ hai là ở phía bên này nó khi mà mình tưới ấy, mình tưới rất là nhiều nhưng mà đất nó vẫn cứ khô ấy. Vì là trời nắng là nó nhanh khô lắm. Đất khô không có cái độ ẩm nên là mình cũng muốn là làm cỏ cái đợt này là mình phủ cái mun cưa lên luôn. Depois assim poder meter a palha, ya. Atrás já fazer bom bom. Sim, sim, já. Bom mesmo. Sim, bom. Direito mesmo. Hã? Direito. Sinal direito e depois você vê, ya. Hã? Cá já tá bem bom, né? Sim. Já tá tudo. Sim, já tá tudo. Đấy. Các bạn ấy là làm xong ở đằng sau kia rồi. Chút nữa thì mình sẽ đi ra sau để mình xem thử là các bạn ấy làm được như thế nào. Ở bên kia thì Carica với cả Manuel là đang làm luống ấy. Những cái luống kia là những cái luống mà mình đã cho trong cải mùi dứa mọi người. Thì vừa rồi đấy nhà mình cũng thu hoạch ấy. Thu hoạch xong bây giờ là làm luống để mà trong cái giống cà chua ra chỗ đấy ấy. Bên này bây giờ cải nó cũng đẹp này, nó cũng lên khá là ok đây này. Đấy, được như thế này rồi đây. Phía bên này thì làm thì cũng khá là vất vả bởi vì là làm sao mà đào được cái củ ấy, cái củ của cây chua me lên ấy. Với cả là còn phải cẩn thận không là đào nhầm chúng cái hành tây á mọi người. Nên là làm cũng không được là nhanh cho lắm. Bà giờ hoje tem chapéu bonito á. Abre vem. Agora trança ou não trança? Tá bom. Trança. Trança. Corta cabelo agora? Nada, nada. Você não corta barba, por quê? Sempre vai cortar barba, chefe. Barba viu muito. Viu muito? É. Corta, dois dias corta uma vez, pra ficar bonito. É, mas anda, anda da mulher com o chão. Combustão? É, começar a coçar. Agora deixamos só já assim. Ah, cortar bonito e depois tem mulher
Sinal que tá bonito ver assim, feio assim, quem quer. Ai, chefe, agora a mulher dessa vez. Só quero saber como é que tem dinheiro. É nada, se já você chamar ela para ficar com ele, esse dinheiro ela não aceitar. Se tem já dinheiro, chamar ela. Ele ficar contigo já. Então, agora você trabalha aqui, tem dinheiro. Aguardar, tá vendo? Aguardar, depois chamar uma vez para apanhar a mulher. Vou fazer já isso. Você falou que também achou que o Mimi não apareceu mais aqui. Chefe Mimi? É. Ele tá, tá doente. É. Então por isso, quando vê ela, vem aqui nos visitar. Do dia eu ir lá no comuna, tem obra lá, eu ir lá ver. Eu não chegar aqui. Mimi tá doente também, não chegar. Não chegar. Um dia vamos tirar ela um dia para ir visitar, chefe. Ah, é? Obrigado. Depois vou falar com ela. Você cumprimenta ela, já? Sim. Mete chapéu, para não ficar muito solo. Já, bomba, já. Eu ir lá ver, já. Phía bên này thì hầu như là cái cả bây giờ bắt đầu nó cũng bén được rồi mọi người. Này, bén lên thì nhìn nó cũng khá là đẹp rồi. Nhưng mà kiểu như là mình tưới cái mùa này tưới đi tưới lại nhiều lần chứ còn tưới một lần là nó không thấm đâu. Tưới xong rồi nắng nó một lúc là nó lại khô ngay luôn đấy. Manuel. Hola, xin chào các bạn, tôi là Manuel. Tudo bem aqui, né? Sim, tudo bem, chefe. Tudo isso coisa bagulho pequeno assim tira, já? Sim, sim, chefe. Aqui tira. Apanhar tudo, né? Yeah? Sim, sim. Para depois outra vez não coisa mais. Não cresce mais. Yeah? Cada vez você tira, depois trabalhar também, reduzir. Entendeu? Entendeu, chefe. Bumba, já? Sim, sim. Daí, những cái luống này là luống mà mình trồng cải á mọi người. Cải thì đợt vừa rồi đấy, nó thực ra thì nó cũng không được to cho lắm ấy. Nên là mình cũng thấy nó ra ra rồi thì tiến hành là nhổ luôn, nhổ thu hoạch luôn. Careca. Xin chào mọi người. Tudo bem? Tudo bem, você? Como trabalha? Normal. É? Tá indo normal. Tudo normal? Tudo já feito aí atrás? Já, já. Já? Já. Dois dias eu não venho aqui trabalhar como aí. A casa, apesar que tá um pouco baixo. Mas vai dar jeito. E aquele dia eu não falo você fazer quando e quando? Sim, só que em função de algumas circunstâncias, então tive que esquecer um pouco. Esqueci. Você quer sim. Aí, não biết là cả ông làm nhà phía sau như thế nào, nhưng bữa hôm mà mình trước khi mình đi là mình có dặn dò đấy mọi người, dặn dò làm như thế nào rồi, nhưng mà bây giờ bà này lại bảo là hơi thấp đi một chút. Đấy, để mình chốc nữa thì mình đi ra ngoài kia mình xem thử coi là làm như thế nào. Đấy. Thế ra nó tên u mình đủ đấy. Hả? Bên xe của nó. Yeah. Đấy, cái chỗ đất này là khô lắm mọi người ạ. Mình cho cả bà này tưới liên tục ấy, mà tưới bằng tay này mất rất là nhiều thời gian. Nên là cái đợt này là mình trồng cà chua lên đây là sẽ tiến hành ấy luôn. Tiến hành phủ cái mun cưa để tưới cho nó giữ ẩm ấy. Không là không được. Toàn bộ cái chỗ này là đợt trước là mình cho trong cái giống cải mũi dứa này. Iso cổ về này. Você deve tirar da galinha, né? Da galinha. Ele também come isso. Já indo lá lá? Casa? Tem pessoal que tá indo lá. Tá indo lá lá? Sim. Vamos lá, velho. Já. Mình đi ra đằng sau xem thử coi là cả bà ấy làm được như thế nào ở sau này. Đấy, hiện tại là cái chuồng mà nuôi gia súc gia cầm của nhà mình là cũng hoàn thiện xong rồi mọi người này. Đấy. Nhìn thì cũng khá là ok, khá là chắc chắn đây. Nhưng mà có một điều là mình nhìn thấy ở đây là hình như cái cửa này thì hơi thấp. Bữa hôm là mình cũng có nói với bạn ấy là làm 11 lớp. Nhưng mà không biết là bạn làm bao nhiêu lớp đây. Để xem nào. Careca. Aquí hay cuánto línea aquí.
aquí em cima só tem já duas. Seria três. Porque eu esqueci. Seria mais alto, 14. Agora só tem 13 aqui. Metemos barrote 10. Ah, você meter aqui só. Aqui. Só 10 aqui, 10, né? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đấy, là cả bàn ấy nhâm cái chỗ này thôi. Mình có dàn cả bàn là 11 lớp xong rồi để cái thanh đa này xong lúc đấy là lên thêm 3 lớp nữa ấy. Nhưng mà cả bàn ấy bây giờ lại làm có 10 lớp này. Đấy. Eu falar 11, depois mete isso. Sim, agora esqueci. Eu esqueci, depois também. E fazer, nós estávamos a construir, nós queremos acabar rápido também, eu esqueci. Quero rápido agora, tá vendo? Se arranjar assim, vai demorar mais. Agora nós pensamos, ainda dá para arranjar. Agora não sei se... Sim, dá, mas agora perdeu tempo, isso, né? Por isso, quando fazer uma coisa, tá vendo? Tem que ver bem, atenção, já? Tá. Bây giờ là, cái này là cả bàn làm thấp mất này. Thấp như thế này là, để xem nào. Như thế này là cái cửa nó cũng sẽ là thấp đấy. Hiện tại là cái cửa mà đứng từ đây là khoảng được tầm độ 1m, hơn 1m8 á mọi người. Này. Hơn 1m8 thì nếu như mà mình để cái cửa này cũng được mọi người ạ. Tại vì cái này là cái chuông để mà mình nuôi vật đuối ấy, thì có thể là để như thế này cũng được. Ở trong này thì cả bàn cũng làm được như thế này này đấy. Cũng làm chộp và xây thêm cái bức tường ở hai bên này này, đấy là cái phần kết cấu ở ngay cái khúc này là nó cũng khá là chắc chắn này, đấy, mình cũng yên tâm. Đấy, như thế này là cũng được, mình có chỉ gọi là nó hơi thấp một chút và là cái độ dốc của nó thì xem nào, cái độ dốc của nó bây giờ là một bên là 3m. Cái độ dốc thì mình nghĩ cũng được thôi, bởi vì là ở bên từ bức tường này ra cái chỗ phần giữa trung tâm đây này, phần chóp ấy là có 3m thôi. Còn ở cái chỗ kia cả bàn lên là thành là hai lớp gạch thì được 40 phân này. 40 phân thì tính ra thì cũng được hơn hơn 10% độ dốc ấy. Thì cho được đi, cho là tạm được. Đấy, trong này thì hiện tại là cả bàn này cũng đang là làm cái công tác là cán nền này. Đấy. Đấy. Ăn nên như thế này, đấy là đổ lên đây này, trong này cũng đổ rồi, đấy. Dạ, quando fazer nível tudo fica bonito, đấy là cũng xong xuôi cái phần này đây, ok, nhìn đẹp rồi đấy. Đấy. À, ở đây là các bạn cũng chưa ra những cái lỗ để thông gió đấy mọi người, đấy, những cái lỗ này là lỗ thông gió này. Mình để thế này rồi vài bữa nữa mình sẽ lập tốn xem thử coi nếu mà nóng quá ấy, thì mình sẽ mở thêm các lỗ khác ấy. Còn nếu mà nó thoáng đôi thì thôi. Đấy. Fantasio đổi nhé. Aqui con aquele lado. Aqui fantasio aqui e ali atrás. No meio. Aqui, no meio também. Yeah, meio também. Intula tudo isso, yeah. Nói chung là cả bạn hoàn thành cái nhà này là cũng nhanh thôi đấy, nhanh và mình nhìn thấy như thế này thì nó cũng thấy là chắc chắn đó mọi người. Isso é terminado anteontem ou ontem? Anteontem. Anteontem. Sim. Là hoàn thành ngày hôm kia, tại vì hai ngày liên tiếp là mình không có xuống dưới này mọi người. Mình đi xuống dưới kia, mình ở dưới xã ấy, ngày hôm nay mới về ấy. Aqui é depois tem tempo, tá vendo? Tipo fazer uma vala vira do coisa. Parede, tá vendo? Deixar ele espaço assim. 1,5 metro aqui no meio, tá vendo? Fica assim para água depois ele não bater no caboclo. Tá vendo? E barra aí. A geração também já acabou. Já acabou. Água muito? Tudo. Nhiều, đã mà tốt. Nhiều chứ. Nhiều lắm, nước nhiều lắm. À đúng rồi, nước nhiều lắm. Ê, ainda sobra muito? Sim. Quanto é? Adobe sobra 1780. 1780? 16 até. À, đấy là ở chỗ này gạch nhà mình đang còn giữ là 1780 mấy viên ấy. Này,
đang còn dư rất là nhiều này. Cái gạch này là đáng lý ra là mình cũng sẽ làm một cái nhà ở phía tiến đôi này mọi người. Đấy, ở tiến đôi này này. Tiến đôi này để bao quanh cái khu vực là chuồng trại rồi ao hồ này, cả kiểu ấy. Nhưng mà đợt này thì mình cũng có hỏi các bạn ấy là có ai muốn ở lại không ấy. Nếu mà ở lại thì mình cũng sẽ tiến hành làm nhà thôi. Nhưng các bạn ấy cũng chưa muốn ra để ở mọi người. Mình thì cũng đang chờ là để kéo điện đấy, kéo điện xong xuôi đây thì cho các bạn ra để ở. Đấy, còn cái gạch này thì có khả năng là gạch chữ này thì trước mắt thì mình sẽ xuống mình hỗ trợ giúp đỡ cho chị VV xây cái bờ tường ở xây cái bờ tường ở dưới nhà chị VV ấy. Đấy. Thì sau này nếu các bạn ra ở thì mình lại sẽ đóng gạch mình làm cái khác á. Yeah. Ở phía sau bờ hồ này thì mình nhìn thấy cũng khá là đẹp này. Các bạn sán cũng nhìn cũng bằng phẳng rồi. Đấy. Vé bonito này cả đấy cả. Ồ, agua agora basa ahí no o no. Ya basa no va la no. Đấy, ui, nước bữa nay lên đấy rồi. À, đấy. Hiện tại thì là bờ hồ ở nhà mình là được như thế này rồi này. Đấy. Nhìn cũng khá là đẹp ấy. Và cái lượng nước của nhà mình thì bây giờ nó cũng ngập lên từ cái chỗ phân này đây. Đấy, cái phân chỗ cái cây này này. Cái chỗ cây này thì không biết là như thế này thì nó có sống nổi hay không. Nước là khả năng là nó sẽ lên khoảng tầm độ 20 tới 30 phân nữa đấy. Pensa agua va subir más o no. Subir llega on. Llega mismo la cima. Mais uma semana, eu pensava chegar uma aqui já. Tá bom. E tem pessoa banhar aqui ou não? Porque bebe muito sujo assim. Banhar. Colega banhar quando fazer 12, bater 12 horas. O colega do banhar aqui, ele falar, experimentar se a água chegar onde. E afunda muito, né? E passa como? A água passa muito. Cabeça assim, mas eu não gostava muito de banhar assim, água fica muito assim, não gostava. Sujo, né? Exato. Hiện tại thì cái nước này thì các bạn ấy nhảy xuống dưới này tắm ấy. Mình thì chưa có cái nước vào nước ra nên nó đang còn đục ấy. Với cả là cái hồ này thì mình cũng chưa có cái thời gian mà đi luôn ra để mua vôi ấy. Nên là mình cũng chưa có hút nước. Vì hút nước xong ấy mà chưa có vôi để mà khử ấy, nó lại dâng lên ấy. Nên là thôi mình cứ để như thế này. Để như thế này rồi vài bữa nữa mình mua được vôi về thì mình hút luôn một lần ấy. Nước nhiều ấy. Được nhiều. Ở phía sau này là mình thấy cái quả gốc của nhà mình là bây giờ nó cũng chín rồi mọi người này. Đấy. Chín rồi đấy. Assim já tá feito này. Já sim. Quando ele fica laranja assim já feito. Você apertar ele. Ele entrar. Já tá bom. Você cortar, cortar aqui. Depois levar. Đấy. Trong cái cây này cũng khá là lâu rồi. Mà mất bao nhiêu tháng mới bây giờ mới thu hoạch được đây này. Đi xuống bonito nè. À có bonito nè. Đấy được quả này với cái quả bên kia là cũng chín nè. Đấy aquele dia você tava tapa agora já subi. Đấy cái gốc của nhà mình hôm bữa cắt đấy mọi người. Bây giờ nó cũng lên được như thế này rồi này. Đấy nó nứt mâm nó lên đấy. Những cái chỗ bên này là nó vài bữa nữa chắc là nó cũng sẽ nứt thôi. Já tá cresce. Já. Isso depois aí. Também de novo.
Cái cây phía bên này thì mình cũng sẽ cắt luôn mọi người này, tại hôm bữa là đang cột trái thì mình đang còn để ba rễ đi xua được bôi cột tay qua cái lề đĩa cột tay á, cột tay cùng. Dạ. Outro também, né? Outro também. Cortar depois você cortar isso lá em cima grande, grande, onde grande você tira pouco, você leva lá em cima, aí. Aquele pau. Vê. Aí cho bạn lấy trên trong trên cái cây to này này. Cho nó bò lên cây đấy, yeah? Sim, sim. Quando o cavalo plantar você também cozo, regar, yeah? Sim, sim. Yeah. Cắt nối cái quả bên này, quả bên này thì nhỏ hơn này mọi người. Cột ta tam bên isso. Plantar nesse lado mais lá em frente. Como? É para plantar aqui ou mais lá em frente, mais lá em cima. Não, isso pau. Aquele pau lá embaixo queimou. Aqui, junto aqui. Aquele que queimou. É. Já? Corta. Depois corta, vai lá plantar lá, já? Sim. Vai cortar aqui também. É, phía bên này còn một quả này này. Quả bên này nhỏ chứ không được to như cái quả đấy. Vài bữa mình sẽ lấy cái hạt của cái cây này mình sẽ đúc tiếp mọi người ạ. Đúc xem thì coi nó lên biết đâu nó lại được nhiều cái cây cái hơn. Bún nịt rồi này. Bonito, sim. Ah, você já dá uma vontade de eu comer assim, mano. Isso agora dentro, tá vendo? É. Dentro tem que tirar, depois, tipo mamão, né? É. Ele tem bago. É, aquele bago dele. Depois, aquele bago não come. Começou aquele igual mamão, aquele coisa dentro. Aquele, isso faz a cor bonito. Não se cozinha, se cozinha também. Cozinha sim, tirar aquele para cozinhar. Onde é o provar? Yeah. Já está a hora de comer, né? Sim. Vamos, vamos dentro. Aí, bây giờ là từ cái giờ ăn cùng các bạn ấy đây. Boa apetite, yeah? Obrigado. Sim, muito obrigado, chef. Đấy, một số bạn này đang làm cái gì đấy mà không ăn đây này. Ok, nào come. Vamos comer, chef. Hả? Vamos comer, chef. Oh. Isso que moço. Isso é rato. Rato? Sim, chef. E đây là các bạn ấy là comer. Anh ấy bẫy được chuột đây này. É, comer já muito bom, chef. Muito bom isso. É, sim, chef. Chef, aprovar a metade. Nada. É, muito bom. Eu nunca comi isso. Chef, eu nunca comi isso. É bom, chef. Bom? Sim. Aí. Chef, aprovar. Isso apanha ontem? É, sim, apanha, arma ontem. E lá vem na ratoeira hoje encontrar. Agora a cozinha como? Ah, assim já tá, assim já tá preparado. Como é que você faz? Ah, assim ele vem com o pelo. Primeiro é queimar, depois queimar. Então arrachar ele, lavar muito bem na água. Então tira já da água, mete já na panela, mete sal. Se tem até, se tiver cebola ou cebola. Mete lá tudo, então deixa mesmo ferver. Deixa ferver até secar a água. Eu vejo aqui também tem jindungo. Sim, tem o jindungo vietnamita. Meti lá pouco o jindungo vietnamita. É um leio, então ướp vào đây này chứ biết cái chứ. Tá bom. Nhìn cũng khá là ngon lắm mọi người. Đấy. Aqui cozinha, agora cozinha mais. Ah, sim, aqui fazer outro molho. Fazer molho. Molho de quiabo. Quiabo? É. Não tem ele na cozinha molho? É, cozinha molho, mas eu aqui peixe, falar na no fritar, eu cozinha fazer um molho assim. Ah, agora sim. Mete peixe junto lá para cozinhar? Não, essa assim fica separado. Eu fazer molho só com peixe. Ah, isso é, pode ficar assim como é só? Sim, assim só, mesmo assim. Ah, tá bom. E tá cuiá, é? Sim, é verdade. Já cuiá. Eu vejo cuiá. Ah, eu devia provar. Ah, provar? Sim. Provar outro dia. Ah. Tá muito bom, chefe. Nhìn thì rất là ngon, nhưng mà mình
Mình cũng không dám ăn đâu mọi người, không biết là các bạn ấy chế biến như thế nào ấy. Outro dia quando vivo fazer como eu ver. Tá bem. Eu ver depois eu provamentar. Tá bem. Yeah? Tá bem. Muito bom. Mas eu vejo bom. É grato grande. Grande. Ah, não é online. Cozinha já. Bà hôm nay là đi nấu cái nước sốt riêng này. Đấy, còn các bạn ở đây thì cũng nhà mình cũng nấu nước sốt rồi mọi người, nhưng mà các bạn ấy mấy ông đấy là kiểu như nấu thêm ấy để ăn ấy. Hoje vai durar de que? Trun suda. Não, chef. À, cove. Đấy là cái cải mùi dứa mọi người. Mấy hôm mình thu hoạch thì có mấy cái lá, mấy cái cây coi coi thì các bạn ấy nấu ăn. Não divide outro. Não, dessa aqui é particular. Ah, é? Careca doente, cara bem triste, já? Hã? Ah? Tá triste? Não, moço. Cabeça só tá doendo. Doe muito. Lá ainda tem paracetamol? Tem. Tem bebê. Doe cabeça pode bebê paracetamol, já? Aquele quanto é? 500 miligramos. Então BBU. Já? Yeah? O bano bị đau đầu, không biết là lý do sao ấy. Você agora tá doente assim, não mete mais chapéu. Ele vai doente mais, com solo assim. Nada, não é solo. É? Não é solo. Não é solo, é que? É outra coisa mesmo. Não, mas é solo também bater, vai doente. Vou saber comprar tá onde? A todos os pessoal. É? Vê. Tá no meu ainda, tá? Eu só não sei depois eu vou sair. Tá vendo? Outro saiu também levar chapéu? Não, ninguém leva chapéu. Outro saiu? Tá o mesmo aqui. Tô tão sujo, chefe. Sujo de lavar pra quê? Pra usar, agora tem chapéu, não tá a usar. Depois doença mais. Já? Bây giờ thì mình sẽ để cho các bạn ăn nha mọi người. Và mình cũng xin tạm dừng cái video ở đây. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào, hola. Xin chào.